bất động sản bước chân vào ngành y tế. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, FLC đã khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tại tỉnh Thái Bình với quy mô 1.000 giường bệnh trên diện tích 12 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng. Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cho biết đây là dự án mở đầu cho kế hoạch đầu tư chuỗi bệnh viện trên cả nước của Tập đoàn FLC trong nhiều năm tới. Kết hợp với khu công nghiệp y dược công nghệ cao tại Vân Đồn, mục tiêu của FLC là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất cung ứng dược phẩm dịch vụ y tế. Hồi tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đồng ý với đề xuất của Tập đoàn FLC về việc xây dựng khu công nghiệp y dược công nghệ cao FLC Vân Đồn tại Quảng Ninh, dự kiến sẽ là tổ hợp khu công nghiệp y dược công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến khu nghiên cứu phát triển sản phẩm dược và thiết bị y tế công nghệ cao có tổng diện tích 30 ha. Khu sản xuất sản phẩm dược, thiết bị y tế công nghệ cao, xuất nhập khẩu và công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 490 ha. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, ông Lê Bá Nguyên, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ Y tế tại tỉnh Trường Bục, Hàn Quốc. Tại đây, ông Park Gushin, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao sinh học Osong, đã đề xuất mong muốn hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam và Tập đoàn FLC xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại khu công nghiệp y dược công nghệ cao FLC Vân Đồn. Ngoài ra, 19 tập đoàn, công ty sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế Hàn Quốc đã ký thỏa thuận ghi nhớ về việc hợp tác và cam kết đầu tư tại khu công nghiệp y dược công nghệ cao FLC Vân Đồn. Trong đó có nhiều tập đoàn lớn như tập đoàn CJ Healthcare, tập đoàn Daewoo, tập đoàn Dongku,